Chú chơi lên không? Chú chơi lên không? Chú có cho mọi người lên không? Cho giới hạn à? Hai người hả? Dạ. Cho thở xíu rồi rủ mọi người lên nhảy nha. Chút bên lúc đó càng bởi vậy anh có bà xã chưa? Không phải, em quên, xin lỗi, có con gái chưa? Nghe nè, hôm nay em hỏi thiệt, em tặng cái nước hoa đi về cho người ấy, hiểu không? Sau này cho khán giả lên nhảy nha. Hay không? Hả? Những là chết giới hạn gì nữa. Anh giống như là bây giờ anh cái lúc mà mọi người lên anh nhắm mắt lại thôi, xem như anh không thấy đi ha. Ok không? Những cái nè, anh thích mùi ngọt, mùi nồng hay là mùi dễ thương? Tại vì mình mua nước hoa anh tặng cho bạn gái mình là mình ngửi, mình thưởng thức, chứ không thể bả thích mùi gì hả? Cái gì? Cho anh hát bài nó đi. Cho hát bài đi. Rồi còn đem quà quá trời luôn, nãy lo hát lo nhảy không. Cho kênh hát bài nữa nha. Nha. Ok nha. Sao? Đây bốn vé, ai còn vé nữa gom lên cho tôi. Tôi dụ dỗ mọi người, tôi xin được hát thêm mấy bài nữa tặng mọi người. Bây giờ mọi người thương mọi người ủng hộ nha. Thôi mà, nhiều đủ rồi. Dạ mời, giờ cả nhà mình muốn hát nữa không? Giờ muốn hát tới sáng không? Giờ muốn tới sáng. Bây giờ mọi người ủng hộ thêm tờ đi, đừng tờ nữa. Bây giờ giống như bây giờ mình bỏ ra mấy chục ngàn mình nghe thêm được từ đây tới sáng luôn, lời quá trời luôn rồi, đúng không? Đúng không? Giờ em đi bán nha. Bán hết em đi được hát á. Đúng không anh? Hát tới sáng đúng không? Rồi. Ai mua giùm em coi. Mua giùm em giơ tay cho em thấy đi ạ. Mình phải mình có mua giùm em không ạ? Ôi hả?